chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin truyền hình xây dựng của báo điện tử Xây dựng. Sau đây là một số tin tức nổi bật trong tuần qua, kính mời quý vị cùng theo dõi. Họp báo chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2020. Viglacera phát động Tết trồng cây xuân Canh Tí 2020. Bổ nhiệm nhân sự mới Bộ Xây dựng. Hà Nội từng bước đưa hoạt động xây dựng vào nền nếp. Sau đây là thông tin chi tiết. Chiều ngày 5 tháng 2, buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2020 diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng. Dự họp báo có đại diện lãnh đạo các bộ ngành liên quan cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí. Mở đầu họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, phiên thường kỳ Chính phủ tháng 1 năm 2020 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra cùng ngày. Trong bối cảnh chúng ta đang triển khai quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh corona với tinh thần đã được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh là chống dịch như chống giặc. Tại phiên họp, Chính phủ dành nhiều thời gian thảo luận về phòng chống dịch corona. Với tinh thần chấp nhận thiệt thòi một phần lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo trước Chính phủ, dự kiến nếu dịch corona được khống chế kịp thời trong quý 1 năm 2020, ước tính GDP năm 2020 tăng 6,27% so với năm trước, thấp hơn 0,53 điểm phần trăm so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, nhìn chung tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2020 tiếp tục ổn định, mặc dù có nhiều chỉ số giảm vì tháng 1 năm 2020 trùng với Tết Nguyên đán Canh Tí. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chính phủ xác định việc chống dịch corona là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay, nhưng chúng ta tuyệt đối không lơ là việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, phải chủ động để giữ được nhịp độ phát triển. Đồng thời, sau khi kiểm soát dập dịch thành công, phải tập trung để khôi phục sản xuất, đảm bảo cung cầu, giá cả hàng hóa, đời sống nhân dân và thực hiện linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Một nhiệm vụ rất quan trọng của năm 2020, các bộ ngành và địa phương cần chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng. Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề nóng đã được các cơ quan báo chí đưa ra như phương án cách ly tại chỗ có phải tốt nhất thời điểm chống dịch corona không. Hiện nay, nhiều nước đã tung ra các gói hỗ trợ kinh phí cho những ngành lĩnh vực chịu rủi ro từ bệnh dịch như Trung Quốc, Thái Lan. Chúng ta đã có biện pháp và chính sách, nhưng nếu dịch bệnh vẫn có diễn biến phức tạp, liệu có tính đến gói hỗ trợ kinh tế, gói hỗ trợ khẩn cấp hay không? Tất cả những câu hỏi đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và lãnh đạo các bộ ngành liên quan thông tin đến các cơ quan báo chí kịp thời khách quan. Trong không khí tưng bừng đón chào xuân Canh Tí, vừa qua Tổng công ty Viglacera long trọng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong 2C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và Tết trồng cây xuân Canh Tí 2020. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan. Khu công nghiệp Yên Phong IIC đi vào hoạt động sẽ góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, khai thác sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, có hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách, phát triển kinh tế khu vực và nâng cao đời sống nhân dân địa phương. Viglacera cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo chất lượng, tiến độ, đồng bộ, tiện nghi và hiện đại. Nhân dịp này, Viglacera tổ chức lễ khánh thành nhà ở xã hội khu công nghiệp Yên Phong Bắc Ninh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá, sự kiện khởi công dự án có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và các ngày lễ lớn của cả nước, là minh chứng rõ nét nhất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng hàng đầu Việt Nam luôn thể hiện trách nhiệm xã hội. Hôm nay tôi hết sức xúc động trong một cái ngày đầu năm mới, sự có mặt của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đông đảo các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy,
và thấy nhà tác giả ban ngày là một cái thể hiện một cái sự trân trọng, một cái sự ủng hộ, quan tâm, tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư tới làm ăn hoạt động ở Bắc Ninh, và cũng ấy cũng là một cái nhân tố tạo nên cái sự phát triển đột phá của Bắc Ninh trong những thời gian qua. Bộ trưởng yêu cầu Virasara tập trung toàn lực để triển khai dự án chất lượng đúng tiến độ. Hòa cùng niềm vui chung của cả nước trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2020, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020 hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây. Đây cũng là lời gửi gắm vào một tương lai xanh, vì một môi trường trong lành, vì một ngày mai phát triển bền vững. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 196 QĐ-TTG bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tường Văn, Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng từ ngày 6 tháng 2, 2020. Tiến sĩ Nguyễn Tường Văn sinh ngày 18 tháng 7 năm 1971, quê quán thành phố Hải Phòng, đã có hơn 20 năm công tác trong ngành xây dựng. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật Bộ Xây dựng, hàm Vụ trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Cục Hạ tầng Kỹ thuật kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Phát triển Đô thị, Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng. Như vậy, hiện nay Bộ Xây dựng có 5 thứ trưởng bao gồm Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và tân Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn. Ngày 6 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã làm việc cùng Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Osman Dion, về dự án cấp nước an toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại buổi làm việc, Giám đốc Osman Dion khẳng định Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Xây dựng và Việt Nam thực hiện dự án cấp nước an toàn cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một việc làm vô cùng cấp bách, Bộ Xây dựng có vai trò cực kỳ quan trọng đối với dự án này. Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn và Giám đốc Osman Dion đã thống nhất dự án nên chia thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1 nên thực hiện ở các tỉnh khó khăn nhất như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Đó là các tỉnh sẵn sàng có chuẩn bị nhanh nhất, tốt nhất và cũng là những địa phương đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng nước nghiêm trọng nhất. Song song với quá trình triển khai giai đoạn 1, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới vẫn cần phải có tầm nhìn rộng hơn về quy hoạch hệ thống cấp nước an toàn cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2. Trong thời gian tới, Ngân hàng Thế giới sẽ trực tiếp làm việc với các địa phương để tìm hiểu nguyện vọng của từng tỉnh. Cũng trong buổi làm việc lần này, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã đề nghị Ngân hàng Thế giới đóng góp ý kiến về quy chế quản lý kiến trúc cho các địa phương trong luật kiến trúc được Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng 10 năm 2019. Đáp lại, Giám đốc Osman Dion cho biết, Ngân hàng Thế giới sẽ cử ban đô thị của Ngân hàng làm việc với Bộ Xây dựng. Bí quyết để Nguyên Khang có một cuộc sống thảnh thơi, đó là lựa chọn ứng dụng Aribank E-Mobile Banking. Ứng dụng không chỉ đem lại sự thuận tiện trong các giao dịch tài chính, mà còn mang đến rất nhiều tiện ích tuyệt vời. Đặt vé máy bay siêu nhanh, đặt phòng khách sạn với 2.000 lựa chọn, đặt vé tàu xe trong tích tắc, đặt vé xem phim tiện lợi, quét mã VNPay QR thanh toán cực nhanh. Tất cả được gói gọn trong một ứng dụng. Hãy tải ngay ứng dụng Aribank E-Mobile Banking để trải nghiệm cùng Nguyên Khang nhé. Đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa, đó chính là VinCity, đại đô thị với quy mô chưa từng có. Hơn cả một nơi ở, đó chính là chốn an cư hoàn hảo cho nhiều thế hệ. Hơn cả một lựa chọn, đó chính là nơi sức sống ngập tràn với vô vàn tiện ích. Hơn cả một giấc mơ, đó chính là cuộc sống đủ đầy ngay trong tầm tay bạn. VinCity, đại đô thị đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa. FLC Group, nhà đầu tư và phát triển bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam. Trôi với ngàn mây trên chuyến tàu hỏa leo núi hiện đại nhất Việt Nam. Hòa bình giữa núi rừng Tây Bắc xinh đẹp. Tìm những giây phút tĩnh lặng giữa chốn bồng lai. Đến với đỉnh thiêng du hành cõi Phật. Đừng bỏ lỡ chuyến du ngoạn xuyên trời mây, say mê chẳng muốn rời. Sun World Festival Legend, nơi gặp gỡ đất trời. Wow, mẹ ơi, cá hề biết bay. Tuổi thơ con thật trong sáng, nên mẹ cũng muốn mang những gì thuần khiết nhất cho con. Vinamilk Organic Gold mới đạt chứng nhận Organic châu Âu, bổ sung 100% DHA từ tảo và probiotics hỗ trợ tiêu hóa.
vị nhạc thanh mát cho con khôn lớn, khỏe mạnh, tự nhiên. Organic Gold đạt chứng nhận châu Âu, lớn khôn cùng tự nhiên. Bình yên, sang trọng và khác biệt. FLC Hạ Long Bay Golf Club and Luxury Resort tọa lạc tại trung tâm thành phố Hạ Long. Với 260 căn biệt thự nghỉ dưỡng có bể bơi riêng, sân golf 18 hố độc đáo, căn hộ khách sạn 5 sao 21 tầng tiêu chuẩn quốc tế, mang đến phong cách sống đẳng cấp, chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Hạ Long kỳ thú từ trên cao. FLC Hạ Long Bay Golf Club and Luxury Resort, kỳ quan đứng giữa kỳ quan, một sản phẩm của tập đoàn FLC. Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, sau hơn một năm thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực, việc xử lý được thực hiện theo đúng quy định. Theo đó, việc thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trong giai đoạn hiện nay đã góp phần chấn chỉnh và đưa hoạt động xây dựng vào nền nếp, đảm bảo trật tự kỷ cương hành chính, thể hiện tính chủ động, tích cực cùng với việc kiểm tra ngăn chặn ngay từ đầu những vụ vi phạm mới phát sinh, xử lý kịp thời kiên quyết ngay từ đầu, góp phần làm giảm tình trạng lãng phí tài sản của xã hội. Hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý trật tự xây dựng cũng được nâng lên một bước. Số công trình được kiểm tra, rà soát tăng, số vụ việc tồn đọng giảm, tỷ lệ công trình có phép so với số công trình không phép tăng cao. Tình trạng xây dựng không phép, sai phép không còn tràn lan như những năm trước đây. Ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân ngày càng được nâng cao. Kết quả sau một năm thí điểm từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019, các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị đã tiến hành kiểm tra 18.881 công trình, đạt tỷ lệ 100% và đã phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 729 trường hợp có vi phạm. Theo ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, các trường hợp xây dựng vi phạm đã được cán bộ phát hiện và đề xuất biện pháp giải quyết, xử lý và xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm với số tiền tăng lên. Điều này có tác động mạnh mẽ đến ý thức và nhận thức của tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý trật tự đô thị. Công tác phối hợp giữa đội quản lý trật tự xây dựng với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn cũng được thường xuyên và chặt chẽ hơn, nên đã góp phần tích cực trong công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc quản lý đất đai, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Luyện Văn Phương, quá trình thí điểm hoạt động của đội quản lý trật tự xây dựng đô thị vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đơn cử như hiện nay, thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với đội quản lý trật tự xây dựng đô thị chỉ dừng lại ở việc lập biên bản vi phạm và báo cáo, đề xuất biện pháp theo quy trình của pháp luật. Do đó, dẫn đến hiệu quả xử lý các trường hợp vi phạm còn chậm, các vụ việc chưa được xử lý hiệu quả cao. Trước thực trạng đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiều giải pháp, trong đó có đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, coi công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị gắn với công tác phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính. Bình nước nóng Rossi, thị phần số 1 Việt Nam. TNT Riverview, dự án căn hộ tại 440 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nơi hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp, nơi trải nghiệm chất lượng sống vượt trội, mang lại nguồn năng lượng tinh khôi cho các chủ nhân chọn nơi đây làm tổ ấm. TNT Riverview, chất lượng quốc tế, giá trong tầm tay. Chi tiết liên hệ hotline 1800 1018. Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin xây dựng số 122 của chúng tôi. Bản tin được phát tại địa chỉ www.baosayduong.com.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.